Chào mừng anh em đã quay trở lại với thế giới Jurassic World và mình là Thanh Nhesi đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ ấn hình cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ video của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì mình đã chiến thắng một cái cửa ở một cái event gì đó và mình nhận được một cái gói pack đây. Và đã xem mở gói pack được gì. 15.000 tiền này, 7.600 thức ăn, 15.300 và 7.600 thức ăn tiếp theo. Chúng ta sẽ cộng được thêm 30 cái chữ GW ấy. Ở đây thì chúng ta sẽ cho một cái con khủng long cổ dài mình ăn. Con Dilodocus để nó lên cấp 10. Sau đó thì mình sẽ cho hai con này tiến hóa nha, kết hợp với nhau. Nào, tiến hóa nào. Thì mình sẽ mất thêm 50 cái gọi là cái ADN. Để xem nào. Con này thì mình thấy công nó khá là khỏe. Và con này có thể là mình sẽ dùng cái speed up, dùng 15 đô để có thể là cho nó speed up để xem nó có khỏe không. Calculating, đang tính toán các kiểu đây. Collect. Rồi, một con 2 sao, một con khủng long cổ dài, một con khủng long ăn cỏ thôi. Nhìn chung khá là đẹp đấy chứ nhở. Thì mình có thể là mình sẽ lấy vàng ở đây gái và mình sẽ thực hiện các event này. Mình sẽ được thưởng 25 cộng thêm 10.000 thức ăn nữa. Ngon. Xong này. Ở đây thì ta sẽ có một cái mission là hoàn thành cái Battle Stage 7. Chúng ta sẽ cố gắng thử nào. Ở đây thì mình sẽ đối đầu. Ok. Dilodocus, Dilodocus mới có cấp 11 thôi. Dilodocus mình sẽ cần cho con Dilodocus này ăn để nó lên. Ok, mình lên cấp 9 rồi, ngon. Rồi, và mình sẽ được một thêm một gói pack nữa. 14.000 này. DNA này, 14.000 vàng và 10 đô. Chúng ta sẽ cho con từ từ nha. Cho con cái gì đây ta? Cái này là mua bằng tiền rồi. Chúng ta sẽ cho con Dilodocus này mình lên cấp cái. Wow, 6.000 thức ăn à? 13 này. Và nó lên được cấp 14 thôi. Máu thì hơn 200 máu và công cao chứ nhở. Hơn 200 máu kìa. Ngon. Mình sẽ chơi ở cái Battle Stage nha. Battle Stage 7 ở đây. Đối đầu với Utahraptor. Một con khủng long một con khủng long ăn thịt. Thì chúng ta sẽ dùng con hệ nước. Đầu tiên là con hệ nước là mình sẽ dùng con Limnocephalus. Cái con hôm qua mình dùng đấy. Một sao này. Một con khủng long bay thì mình dùng con ăn cỏ Chikeratos. Và Chikeratos thì mình sẽ lại dùng con Majungasaurus. Đấy. Đội hình này theo mình nghĩ là có thể ăn được. Tốt. Bọn này. Chiến thôi. Ok, ready. Tiến lên nào. Ở đây thì chúng ta sẽ bỏ qua một lượt. Và phát sau mình sẽ tấn công con này thôi. Dino swap rồi. Nó swap nó tấn công luôn không? Your turn là đến lượt của mình đây. Mình cũng swap thôi. Mình cũng swap sang con nó là con bay đúng không? Để được con ăn cỏ. Công mình sẽ cao hơn một chút. Rồi, mình sẽ thủ đi. Mình sẽ bỏ lượt đi. Tấn công đi. Your turn này, lượt của mình rồi đây. Chắc chắn con này sẽ để thủ luôn. Mình theo mình nghĩ là nó sẽ để thủ. Chúng ta sẽ tấn công thôi. Rồi, và mình sẽ bỏ qua một lượt. Tấn công nó. Nó có 4 lần thủ thôi. Một quẩy đuôi 202 máu. Tiếp theo là Utahraptor. Utahraptor vào đây. Thế nhiên Utahraptor vào đây. 3 tấn công. Ai cha, con này nó là hệ ăn thịt ạ. Rồi. Mày nhờn quá đấy. Mình sẽ có 4 lần. Là 5 lần. Ui dồi, mình dùng tất cả. Hơi phí rồi. Hơi phí nhưng mà thôi, cho nó chết luôn. Cuối cùng là sẽ là một con khủng long ăn cỏ Chikeratos. Chikeratos, 4 lần tấn công ạ. Đấy, nhờ gớm nhờ, 179. Ngang cơ phết đấy. Nhưng mà chú nhìn lại mặt hàng đi. Con này cấp 25 rồi đấy. Tất cả tấn công này. Có 4 lần phòng thủ thế á. Xôi ôi, 340 máu. Khắn cho thì thôi rồi. Nát sọ luôn đấy. Victory. Một chiến thắng nhẹ nhàng. Khá đơn giản. Chúng ta sẽ được thưởng thêm 10 đô và thêm 2.000 XP nữa. Đây là một thằng nhà khoa học à.
Chúng ta sang phần 4 rồi. Horizon cái gì đây? Cộng thêm ít ADN, mở khóa Utahraptor này. Đấy. Và có thể là cho Utahraptor vào đây. Mình có một con mới đây nha. Con gì thì mình không biết được. Con khủng long bay. Con này khủng long bay rồi. Đó, như con khủng long bay này. Cái này 9 giờ là sao ta? Chúng ta có thể xem video này để lấy các cái mảnh đúng không? 200 mảnh sẽ được một con Dacosaurus gì gì đó. Nhìn chung khá đẹp. Chúng ta xem cái event nào. À đây, tiếp tục cái nhiệm vụ thôi. Ở đây chúng ta sẽ có một con Majungasaurus cấp 19 hoặc cao hơn. Xong luôn, mission complete này. Rồi, collect thêm ít nhiệm vụ từ ông này. Ok, là nhân vật chính kìa. Nhân vật chính trong cái series phim Jurassic World rồi. Chúng ta sẽ làm cái gì đây? Cái này sẽ làm cái gì? Ready này, chúng ta sẽ có thể lấy thêm Dino các thứ, nhưng mà cái này thì mình vẫn chưa làm được này. Cái event của chúng ta, event chúng ta nó sẽ mở trong vòng bao nhiêu đây? 20 giờ và 49 phút nữa cơ. Cái này thì vẫn chưa làm được này. Nó yêu cầu cái gì đây? Place newly, kiểu là thêm một con khủng long mới vào đây này, cho nó vào cái chỗ khu vực này này. Ví dụ ta cho một con gì đó vào, nhưng mình cần mất ADN để có thể là lai tạo ra được Utahraptor. Ở đây có Utahraptor rồi. Cái này tìm kiếm thì sẽ mất tiền nha. 10.000 Z-Well, 10.000 cái điểm kia. Còn cái này là cái nhiệm vụ gì đây? Thêm này. À, nó sẽ tặng đô la cho mình. Rồi. Và mình sẽ được một gói pack hình con gấu này. 10.000 đô la thôi. Một con gì đấy? Một con Sakatodon. Mới hiểu con báo nhỉ? Con gấu nhỉ? Khá giống con gấu. Không biết có phải không? Vào chợ làm gì ta? Event thì còn mỗi cái nhiệm vụ của ông này thôi. Còn trên kia thì không còn nữa rồi. Thôi mình sẽ xem nhiệm vụ của cái ông tiến sĩ này sẽ là giao cho mình cái gì. Tạo ra một cái trứng của khủng long. Mình có rồi đây. Chúng ta sẽ thu thêm thức ăn. Nhiệm vụ của thằng này là gì đây? Trời, chúng ta phải có 12 con khủng long cơ. Hiện tại thì mình đang có là 11 trên 12 khủng long. Tất cả là 11 trên 12 con. Ở đây thì ta có thể là Butter State 8 này. Tấn công được không? Không tấn công được, tại vì mình sẽ cần đợi thời gian để bọn này nó hồi lại hết này. Một con cấp 10 Butter State 8. Để thì xem theo mình xem có ăn được nó không đây. Mình sẽ cho con này nó ăn đã, cho nó lên cấp đấy nha. Cái này thì mình có upgrade được không nhỉ? Cấp 10 cơ. Chúng ta cần rất là nhiều thức ăn. Mình chỉ còn có 9.000 thôi. Hiện tại là cấp 15 và máu nó là 211 máu. Hai brick này để làm cái gì đây? Hai brick này làm gì nhỉ? Hay là mua mấy con này rồi. 498 DNA các kiểu đây. Một số cái thông tin. Ngày thứ 3 này. Ok, cái này mua rồi, không có gì. Uber. Bảo mình làm gì ta? Ở đây thì chúng ta sẽ làm thêm các event xem nào. Cái quest thì có một quest ở đây. Butter thì không biết có đánh được không. Showdown này, cái event showdown đây. Free. Rồi, cái con này thì không free được này. Majungasaurus 101 máu và nó sẽ sợ một con chim. Con chim cấp 20 này. Cùng với đó là một con cỏ. Rồi. Nó chỉ cho mình dùng 2 con thôi đúng không? Ok, dùng cả 3 con luôn. Oh man. Thế sao con chim để trước thế này? Tôi sẽ phải đổi sang con ăn con nước đi. 123 máu. Công nó ghê phết đấy anh em ạ. Dino swap rồi. Dino swap rồi. Một con lá. Ây da, đau. Ok, đổi sang ăn cỏ cái. Tấn công thôi. Yeah. Chúng ta sẽ có 2 lần ở đây. Đập mấy phát.
mày nhờn 54 máu. Mình tăng công mà. À không, nó cũng nó là một con hệ lá, mình cũng hệ lá. 94 máu kìa. Anh ơi. Nó khỏe thế nhỉ? 54 mày nhờn này, chết đi. Một con Majurasaurus thì nó hơi khỏe, con này hơi khỏe quá nhỉ. Thật sự hơi khỏe. Nó tấn công mình chắc là đài mất. Hai. Rồi thôi chết cây con 2 sao của mình rồi. Vãi lồng thật. Còn 84 máu kìa. Mày phải chết. 41 này, 3 tấn công. Wow, 195. Mình tưởng mình còn thua nữa thì đúng là nhỏ. Cái này đánh nó chiến thuật nhá, nó không như mấy cái trò kia đánh thì nó lại gần dễ quá. Cái này đánh chiến thuật khá là khó đấy. Tính toán khá là khó con này. Được thêm mấy này, showdown. Vẫn có thể chơi thêm nhưng mà mình đang hết thú rồi. Tyranotian và một con ăn cỏ. Ôi 55 máu kìa. Mình hết con ăn thịt rồi. Ăn thịt chắc mình phải đợi Utahraptor lên thôi. Showdown. Được một cái Pack Ray. Ở phía này ra sẽ mất 250 đô la thì mới thể chơi cái này. Nó khá là khó. Cái này là PVP, đối đầu ở trên mạng. Cái này cái VIP thì mới có thể chơi được này. Next unlock à? Cano Taurus à? Nhưng hiện tại mình cũng hết thú để cho nó ăn à? À, còn một con cấp 20. Còn một con cấp 10 là bin Thoron, mà mình cũng hết thức ăn để cho nó ăn để nó có thể lên mà đánh nữa. Hết sạch luôn đấy. Chúng ta còn cái gì không? Còn cái thư này. Cái này là cái thông tin thôi. Không có cái gì cả. Ở phía này nó có cái rót là cái gì đấy. À, chúng ta sẽ được thêm tiền thôi. Rồi, cái này thêm tiền thôi, cũng không có cái quá nhiều thứ ở trong này. Ở phía này thì sao? Một cái DNA. Hối là phải mua bằng tiền. Gói pack thì mình lúc nãy mình vừa mở gói pack free rồi. Cái ray này sẽ có giá là 235 này. Nhìn chung là tất cả phải mua bằng tiền hết. Hoặc là cái này thì nó sẽ mua rất là nhiều, 2000 này. Bây giờ ta sẽ cần chuyển qua cái này. Cái này là cái VIP pack 2000 cái GW thì chúng ta có thể mở ra được những cái gói này. Nature, một cái trung tâm khoa học gì đó, một cái công viên đất à. Nói chung là giá của nó rất là đắt. Muốn mua được những cái này cực kỳ là đắt luôn. Ở đây thì mình sẽ có một cái công viên dưới nước à. Đấy, yêu cầu mình sẽ cần phải là tìm nó bằng cách là dùng 10.000 cái điểm GW kìa. Market này. Đây chúng ta tìm thì cũng thế thôi. Tìm mất 10.000 thôi. Nó có một cái điểm gì ở đây đây. À mình có một con Ray. Con Ray nghe bạn. Một con Sakatodon. IT sẽ mất 25 đô này. Mấy cái khu vực này. Nếu muốn kích hoạt sẽ mất 25 đô. Ví dụ cái chuồng này nữa này. Nhiều để ấp trứng ấy. Sẽ mất 25 đô. Cái này lâu quá. Cái này muốn upgrade thì mình phải lên cấp 10 cơ. Hiện tại mình có cấp 9 thôi. Có thể xây thêm được cái kia không nhỉ? Cái market ở đây. À, công trình đây. Công trình DNA đây. Chúng ta cái này sẽ cho vàng thôi. Cái này mới cho vàng này. 3% cái gì đó. 2880 vàng trong vòng 2 giờ. 10% DNA này. 100 vàng trong vòng 5 phút. Đấy. Cái này toàn tăng vàng nhỉ. Có cái gì để là tăng kia không? Building này. Building decoration. Không có cái khu vực để là trồng thêm thức ăn nhỉ. Chỉ có mỗi một cái khu này thôi nhỉ. 2500 thức ăn trong vòng 15 phút thì đúng là hơi chậm. Thật sự hơi chậm. Mình muốn đánh cái state 8 này quá nhưng mà cũng không đánh được tại vì đang thiếu khủng long. Chúng ta có hai con 20 thôi và một con cấp 10. Ăn thịt thì mình sẽ cần con nước trong này mà không có nước. Nó có tận hai con ăn thịt nhỉ. Ở đây mình có con nước đây rồi. Rồi, ta đánh một trận nữa nào. Chiến thôi. May mắn thì có thể thắng được. Chưa biết được là có thắng được không.
một con cano à? Đối đầu với một con cano sau rớt. Lượt của mình đây, tấn công nó luôn, tấn công nhanh tiêu diệt gọn. Cho tao tấn công trước, tao đầm trước thôi. Bonus thêm lượt, hai lần tấn công bình thường có 22 đánh anh nào. Về trở tiên tổ một con cano, nó còn hai con nữa. Đầu tiên là Utahraptor, tiếp theo còn 71 máu kìa, không có ăn được không đây. Tấn công nó nhanh ba, nó thủ à, mày thủ đi này Utahraptor này. Yes, hay lắm, còn một con chim thôi, trận này mình thắng rồi. Yes, tuyệt vời mà trời rồi, ngon. Hai lần tấn công ạ, hai sự tấn công ạ, hai sự tấn công ạ. Uầy, nó khắc hệ mình đau ruột. Mày tấn công đi, tao mày cũng đều là chim cả đấy, tấn công đi. Tao có 20 nhá, tao có 20 nhá, thì đằng nào mình cũng thắng thôi. Mình còn thêm một con hệ cỏ nữa cơ mà. Nói hết hết khủng long rồi, ba tấn công à. Ai cha, 139 này, sao nó trâu hơn mình nhỉ? Đáng lẽ mình phải để phát cuối cùng à. Tấn công tổng lực 41. Thủ này 200 máu. Wow, ngon, victory rồi. Một chiến thắng à, khá là đơn giản, nhẹ nhàng, không quá khó khăn. Được thêm 20 DNA nữa nha. Và nó sẽ mở ra được con cano. Yeah, mình sẽ cần phải đợi mấy cái kia nó up xong thì mình sẽ vào, mình sẽ up nhá. Rồi thì để xem nào, mình hoàn thành xong cái xong cái mission này chưa. Có 11/12 thôi. Rồi thì mình sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Jurassic World. Bye bye.